Nếu một lần đến với mảnh đất Kim Long xứ Huế, bạn sẽ không khỏi ấn tượng bởi những không gian của những nhà vườn bên dòng sông Hương hay chìm đắm trong tiếng chuông chùa Thiên Mụ lắng đọng mỗi chiều. Nước đầu cầu khúc sâu khúc cạn, trèo qua Ngọc Tràn đến vạn Kim Long. Sương xa gió thổi lạnh lùng, sóng sao trăng lặn chạnh lòng nhớ thương. Theo sử sách, đất phủ chúa Kim Long xưa nay là phường Kim Long thành phố Huế, còn là nơi khởi thủy của nghề làm bánh in, loại bánh làm từ đậu xanh và đường. Trải qua đổi thay của cuộc sống, đến nay nghề bánh in vẫn được các thế hệ người dân Kim Long lưu truyền như là cách để gìn giữ nét văn hóa truyền thống của mảnh đất thần kinh. Tương truyền rằng loại bánh này dùng để dâng lên vua chúa, chính vì thế bánh được gọi là bánh tiến vua. Về sau, người dân in lên mặt bánh chữ thọ, với ý nghĩa chúc nhà vua trường thọ sống lâu nên còn gọi là bánh in, và tên gọi này phổ biến tới ngày nay. Ngày xưa người ta quan tâm đến những ngày kỳ dỗ của ông cố, của ông nội thì mỗi gia đình có thể là chuẩn bị những cái món bánh này rồi. Và đặc biệt là trong dịp Tết thì nhà nhà người ta cũng muốn từ tay mình chọn cái bột ngon nhất, đường trắng nhất và thực hiện một cách nghiêm cẩn để làm in những cái bánh in này dâng cúng tổ tiên. Thế là cái bánh in phường Kim Long ra đời và phổ biến cho chúng ta hôm nay. Vào khoảng tháng 9 âm lịch hàng năm, các cơ sở bánh in ở phường Kim Long bắt đầu bước vào vụ sản xuất để phục vụ dịp Tết cổ truyền. Mọi người ai cũng tất bật thực hiện các công đoạn làm bánh. Đây được xem là nơi đón Tết sớm nhất ở xứ Huế. Với những người thợ lâu năm, một trong những bí quyết để chiếc bánh thơm ngon là chọn được nguyên liệu chất lượng. Đậu xanh phải là loại còn nguyên vỏ, những hạt đậu mẩy tròn đều. Trước khi đem nấu, đậu sẽ ngâm trong 5 tiếng và đãi sạch vỏ qua nhiều lần nước. Bà Ma Thị Tâm đã gắn bó với nghề bánh in hơn 40 năm. Với bà, nấu đậu là công đoạn quan trọng, quyết định tới hương vị thơm ngon của bánh. Vì thế khi nấu đậu phải kiểm tra thường xuyên, đảm bảo cho phần nguyên liệu này chín tới. Khi mà sôi lên rồi xong là mình kéo lửa, mình cho lửa từ khi mà đổ mà càng được hết rồi mình đầy vung cho kín để cho ẩm lại, hâm lại chín chung điều. Không thôi hồi là cái hột đậu là hẳn không được bậy ra là bột ít. Đậu nấu chín được trộn cùng đường trắng và đun trên bếp với ngọn lửa liu riu sao cho các nguyên liệu quyện đều với nhau. Khi còn trẻ, bà Tâm đã cùng cha mẹ làm bánh, nên những công thức cân đối giữa lượng đường và đậu xanh được bà thực hiện bằng kinh nghiệm của mình. Sau khi nấu chín, phần đậu xanh và đường sẽ để nguội cho đến khi khô lại. 24 tiếng sau mới đem đi giã. Đối với người dân Kim Long, tiếng chày giã bột đã trở nên quen thuộc. Nếu trước đây công đoạn giã thường được thực hiện bằng tay, thì nay nhờ có hỗ trợ của máy móc, người thợ làm bánh đã đỡ vất vả phần nào. Thời gian cũng là yếu tố quan trọng trong công đoạn giã bột. Từng mẻ bột được giã vừa đủ để bột có độ mịn. Sau khi giã xong, bột được chà để lấy những hạt bột mịn đều. Trước khi đem in thành bánh, bột sẽ mang qua máy cán làm cho bột tơi hơn, khi đó bề mặt của chiếc bánh sẽ láng mịn và đẹp mắt.
Bánh được in bằng khuôn, mặt trên khắc chữ hay các hoa văn khác nhau. Ở Kim Long, phổ biến nhất là loại bánh trên mặt in hình chữ thỏ. Trước đây bánh in còn có tên là bánh cổ, bởi lẽ từ cổ là giọng của người Huế khi đọc từ cỗ, tức là muốn nói đến vai trò của loại bánh này trước là để cúng ông bà tổ tiên, sau dùng để đãi khách. À, trong người công đoàn in bánh là cái kỹ thuật in mình phải gà cái tay cho điều, rồi cái bánh đừng có nghiêng để cho gói cho đẹp. Nếu như mà mình cái bánh mà mình in mà chặt quá thì cái bánh hơi cứng, nhưng mà mình in nhẹ tay á là hồi cái bánh là vỡ. À, mình phải ấn cái vừa cái tay của mình vừa tầm khoảng là hồi cái bánh là vuông vức đẹp. Sau khi in xong, bánh được sấy trong lò kín, phải đợi ít nhất 12 tiếng bánh mới có độ giòn. Đây cũng là lúc bánh có hương thơm của đậu xanh hòa quyện với đường. Khi bánh ra lò, cũng là lúc mọi người tập trung để gói bánh. Nếu các công đoạn tạo ra chiếc bánh là những công việc khá vất vả, thì gói bánh có lẽ là công đoạn nhẹ nhàng thú vị nhất. Ở phường Kim Long, hầu như nhà nào cũng tham gia vào làm bánh in. Chỗ làm bột in bánh, chỗ lại gói bánh. Những buổi sáng sau khi làm xong các việc gia đình, hay những buổi chiều nhàn rỗi, mọi người lại cùng nhau nhận bánh về gói. Việc gói bánh đã trở thành kỹ năng thuần thục đến điêu luyện. Bánh in được gói trong giấy bóng nhiều màu nên nó còn được gọi là bánh ngũ sắc. Mình xay khô bánh rồi mình phải bưng ra gói liền để cho bánh nóng. Gói bánh là phải cần chú tâm vào phải gói cho nắng tay, không thôi bánh hàng vui là không đẹp. Nếu mà mình để mà hàng mà xèo quá là bánh là dậy không vừa, là bánh dễ không kín, bánh là dễ ẩm mốc á. Xây tháp là công đoạn cuối cùng như công đoạn đóng gói sản phẩm. Mỗi tháp bánh lại chứa nhiều chiếc bánh, tùy vào nhu cầu của khách hàng. Việc xây tháp cũng được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm. Gia đình chị Đặng Thị Kim Phương đã làm công việc này hơn 10 năm. Những chiếc bánh in đầy màu sắc sẽ xếp theo hình của tháp Phước Duyên, biểu tượng gắn liền với chùa Thiên Mụ ở Huế. Thông thường bánh xếp thành 7 tầng, tùy theo nhu cầu thờ cúng của khách hàng. Chúng có thể được xếp thành 9, 10, 12 hay 15 tầng. Việc xếp bánh này cũng được con gái chị Phương rất thích thú và tham gia cùng mẹ. Xếp chiếc bánh này là mình phải cần tỉ mỉ nhẹ tay để cho chiếc bánh nó không bị vỡ. Và khi mình xếp chiếc bánh là mình phải cố gắng xếp cách răng cho nó thẳng, chiếc bánh cho nó đứng cao đẹp. Và khi mình bôi keo mình cũng bôi một lượng keo vừa phải thôi, để khi mình bôi vào thì nó cũng ảnh hưởng đến chiếc bánh, để mà giữ cái độ khô giòn của chiếc bánh nó lâu dài. Và khi người dùng mở cái bánh ra thì nó vẫn không rách cái vỏ, mà cái hình khối ở trong nó vẫn giữ được nguyên vẹn khi đến tay người dùng. Con được ba dạy xếp bánh và khi 9 tuổi á. Chiếc bánh này là gắn liền với tuổi thơ của con. Qua những con lò xếp bánh, con muốn giữ gìn nét văn hóa của ông ba đã để lại. Với người dân xứ Huế, chiếc bánh in tuy đơn sơ giản dị nhưng lại chứa được nhiều thông điệp ý nghĩa.
Bánh được gói trong giấy bóng kính với 5 màu tượng trưng cho ngũ hành, với ước muốn một năm mới sung túc đủ đầy. Đối với các thế hệ người dân xứ Huế, chiếc bánh còn mang đậm hồi ức về một thời vàng son của cố đô. Ngỡ rằng giữa mặt hàng bánh kẹo sang trọng, loại bánh cổ truyền này sẽ bị lãng quên. Thế nhưng, với những giá trị văn hóa và tinh thần, bánh in vẫn tồn tại và trở thành món quà độc đáo của người dân xứ Huế.